các bạn đã đến với video tiếp theo trong series How To của 30shy TV. Việc quan tâm đến ngoại hình đầu tóc hiện nay của nam giới đã là một điều không thể thiếu đối với nam giới hiện đại. Để có được một mái tóc đẹp thì đôi khi chúng ta cần uốn và nhuộm tóc. Mái tóc đã qua xử lý uốn nhuộm thì sẽ trở nên bồng bềnh, trẻ trung và giúp cho nam giới có một diện mạo hoàn toàn mới và trở nên cuốn hút hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì việc chăm sóc mái tóc sẽ có đôi chút khác biệt. Và hôm nay thì 30shy TV sẽ mang đến cho các bạn một video hướng dẫn chăm sóc dành cho mái tóc uốn. Sử dụng những dầu gội có tinh chất bạc hà ngay sau khi uốn tóc sẽ khiến tóc sơ và nhanh trở về nếp cũ. Gãi mạnh lên da đầu sẽ gây gãy rụng tóc. Sau khi uốn thì không nên gội đầu ngay, sử dụng dầu gội có dưỡng ẩm và không có tinh chất bạc hà vì tóc khi đã uốn nhuộm thì hay bị khô và sơ. Xoa nhẹ nhàng lên tóc và da đầu, sau đó xả sạch với nước ấm. Không sấy tóc, đây là bước quan trọng nhất cho việc tạo kiểu. Nhiều người không có thói quen sấy tóc sẽ khiến mái tóc rối tung và không theo nếp, không thể tạo kiểu theo ý muốn. Sử dụng máy sấy công suất yếu, không đủ khả năng tạo kiểu theo ý muốn. Sấy tóc bằng máy sấy có công suất tối thiểu 1.800W, có thể sử dụng thêm lực cuốn để mái tóc về đúng nếp và sấy đến khi nào tóc khô hoàn toàn. Nếu không sấy tóc hoặc sấy sai cách, bạn không thể vuốt sáp tạo kiểu như ý được. Sử dụng loại sáp không phù hợp với chất tóc, kiểu tóc mà bạn muốn. Lấy loại sáp phù hợp với chất tóc của mình, lấy một lượng bằng đốt ngón tay, xoa đều lên các ngón tay và kẽ tay cho đến khi nào mà sáp tan hoàn toàn. Sau đó lùa tay đều vào các chân tóc để sáp bám đều lên toàn bộ mái tóc sẽ giúp định hình kiểu tóc dễ hơn. Có thể xịt gôm để giữ nếp nếu như bạn không phải đội mũ bảo hiểm. Các bạn thân mến, việc lưu ý về mái tóc của mình hàng ngày, nhất là khi đã sử dụng các hóa chất là một điều rất quan trọng. Chắc hẳn là các sai lầm các bạn vừa xem thường xuyên xảy ra và rất dễ gặp phải. Hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ tránh được những sai lầm đó. Ngoài ra thì các tip mà mình vừa giới thiệu và gợi ý cho các bạn rất đơn giản và không mất quá nhiều thời gian, cũng không khó để thực hiện. Hãy tạo cho mình một thói quen đó hàng ngày để có một mái tóc thật đẹp và chắc khỏe. Nếu các bạn có câu hỏi hay là ý kiến đóng góp thắc mắc gì thì vui lòng comment xuống bên dưới và đừng quên subscribe kênh 30shy TV để cập nhật những video mới nhất của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.